Chào các em học sinh lớp 12. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu hai bài cuối cùng của chương 6 ánh sáng. Trước khi bước vào bài học mới thì cô và các em cùng xem các hình ảnh sau. À, đây là một nhiệt kế hồng ngoại, một trong các dụng cụ dùng để đo nhiệt độ. Và đây là một cái đèn tử ngoại giúp chúng ta dùng sạch bầu không khí. Và đây là một phòng chụp X quang, ta có thể kiểm tra sức khỏe của mình. Và đây là một cái máy, dừng dung dịch, nước rửa tay, cảm ứng hồng ngoại. Như vậy thì các cái dụng cụ này hoạt động dựa trên đặc tính vật lý gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 27, 28, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia x. Nội dung bài học của chúng ta gồm có 5 nội dung. Một, Phát hiện ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại. 2. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại, tia tử ngoại. 3 chúng ta sẽ nghiên cứu đặc tính riêng của tia hồng ngoại 4 tia tử ngoại 5 tia x bây giờ chúng ta đi vào nội dung cụ thể một phát hiện ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại dụng cụ thí nghiệm của chúng ta gồm có đây là một máy quang phổ lăng kính còn đây là một cặp nhiệt điện kế rất nhạy bây giờ cô cho nguồn sáng ri đi qua máy quang phổ trên màn quan sát các em thấy xuất hiện một dải quang phổ liên tục từ đỏ đến tím. Còn cặp nhiệt điện kế này thì được làm bằng hai dây dẫn khác bản chất được hàng kiến ở hai đầu. Một đầu cô đặt vào cốc nước đá đang tan, đầu còn lại cô đặt vào vị trí cô cần khảo sát trên màn. Trước tiên là cô đặt vào vùng ánh sáng tím. Các em thấy kim điện kế bị lệch. Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng đơn sắc này có tác dụng nhiệt. Bây giờ cô dịch chuyển từ vùng ánh sáng tím đến vùng ánh sáng đỏ. Các em thấy rằng kim điện kế lệch và lệch những giá trị khác nhau. Điều đó chứng tỏ ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có tác dụng nhiệt khác nhau. Vấn đề là chúng ta cần quan sát ngoài vùng ánh sáng đỏ hoặc là ngoài vùng ánh sáng tím này còn có những bức xạ nào khác hay không. Thì cô tiếp tục di chuyển đầu mối hàng ra khỏi vùng ánh sáng đỏ. Các em quan sát thấy rằng kim điện kế bị lệch và thậm chí lệch nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ rằng ngoài vùng ánh sáng đỏ này có những bức xạ mà ta không nhìn thấy gọi là bức xạ hồng ngoại có nghĩa là ngoài màu đỏ. Như vậy thì phía dưới vùng ánh sáng tím thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục quan sát. Cô dịch chuyển đầu mối hàng xuống phía dưới vùng ánh sáng tím. Ta thấy rằng kim điện kế vẫn bị lệch, tuy là lệch ít hơn. Như vậy chứng tỏ phía dưới vùng ánh sáng tím này cũng có những bức xạ mà ta không nhìn thấy. Người ta thay các màn quan sát này bằng tấm bìa có phủ bọc hình quang, thì ta thấy rằng từ vùng ánh sáng tím kéo xuống dưới thì bọc hình quang phát sáng rất mạnh. Và cái bức xạ ta không nhìn thấy ở đây, người ta gọi là bức xạ tử ngoại, có thể nhận biết bằng pin nhiệt điện hoặc là bằng bọc hình quang. Từ đây ta có kết luận. Ngoài vùng quang phổ liên tục, có những bức xạ mà không nhìn thấy được phát hiện do tác dụng nhiệt hoặc là tác dụng hóa học. Bức xạ nằm ngoài vùng ánh sáng đỏ, gọi là bức xạ hồng ngoại. Tên tiếng Anh là infrared, ký hiệu là IR. Bức xạ nằm ngoài vùng ánh sáng tím, gọi là bức xạ tử ngoại. À, tiếng Anh là ultraviolet, ký hiệu là UV. Các em thường thấy chữ UV này trong bản tin dự báo thời tiết hoặc là các sản phẩm kèm chống nắng. Như vậy thì tia hồng ngoại và tia tử ngoại có bản chất và tính chất chung gì cô và các em cùng tìm hiểu qua mục hai la mã bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại về bản chất thì ta thấy rằng tia hồng ngoại tia tử ngoại và ánh sáng thông thường thì đều nhận biết và phát hiện ra từ một dụng cụ nên có cùng bản chất với nhau gọi là bản chất về sóng điện từ về tính chất qua nhiều thí nghiệm ta thấy tia hồng ngoại tia tử ngoại à, tung theo định luật truyền thẳng, phản xạ và có thể gây ra hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa, vân vân. Và bằng phương pháp giao thoa, ta đã đo được bước sóng của tia hồng ngoại từ 760 nm đến vài mm và bước sóng của tia tử ngoại từ 380 nm đến vài nm. Mm. Như vậy các em thấy rằng tia hồng ngoại thì có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Còn tia tử ngoại thì lại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu đặc tính riêng của từng loại bức xạ. Chúng ta đi qua phần 3 la mã tia hồng ngoại. Một, nguồn phát. Về mặt lý thuyết thì ta thấy mọi vật có nhiệt độ lớn hơn không Kelvin đều là nguồn phát ra tia hồng ngoại. Tuy nhiên để phân biệt tia hồng ngoại do vật phát ra thì vật phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường. Và trong mặt trời thì có tới 50% năng lượng thuộc về tia hồng ngoại. Như vậy thì à, các nguồn phát ra tia hồng ngoại mà ta thường thấy như là mặt trời, bếp ga, bếp lò hoặc là tính là thân nhiệt của chúng ta. Như vậy thì tia hồng ngoại có tính chất và công dụng gì? Chúng ta đi qua phần 2 tính chất và công dụng. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại đó là tác dụng nhiệt. Do đó người ta ứng dụng để sấy khô và sưởi ấm. À, trên hình các em thấy đây là một phòng sông hơi hồng ngoại thì các bức xạ hồng ngoại này à, thẩm tháo qua da và giúp chúng ta đào thải các độc tố đồng thời là lưu thông huyết máu và chúng ta thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng hoặc đây là một phòng phun sơn sái hồng ngoại giúp chúng ta tiết kiệm được năng lượng thời gian đồng thời là tránh được cái ô nhiễm môi trường cái đèn hồng ngoại này còn được sử dụng trong y học để mà chữa các bệnh về xương khớp ở trong các phòng vật lý trị liệu và sau đây là một cái nhiệt kế đo trắng hồng ngoại à, chúng ta cảm nhận bức xạ hồng ngoại từ trắng qua nhiệt kế và cho kết quả trong vòng 10 giây tương đối là chính xác còn đây là một cái phòng bình đựng dung dịch nước rửa tay cảm ứng hồng ngoại à, chúng ta cảm nhận tia hồng ngoại từ tay ta và cẩm nhận gần tự động ngát khi ta rút tay ra khỏi và giúp chúng ta có thể là tránh được lây lan bệnh à, và các sau tiết học này thì các em có thể tự làm cho mình những cái thiết bị rửa tay cảm ứng hồng ngoại như này tính chất thứ hai là gây ra một số phản ứng hóa học nên người ta ứng dụng để chụp ảnh hồng ngoại à, trên hình là chụp ảnh từ đài khí tiện thủy văn trong bản tin dự báo thời tiết hoặc là đây là chụp ảnh một con vật vào ban đêm à, qua cái việc chụp hình này chúng ta xác định được nhiệt độ của vật nơi nào có nhiệt độ cao, nơi nào có nhiệt độ thấp dựa trên cái thang nhiệt. Tính thức thứ ba là có thể biến điệu như là sóng điện từ cao tầng, nên ứng dụng để chế tạo các cái điều khiển từ xa của TV hoặc là máy điều hòa hoặc là thiết bị đóng ngắt tự động. Trong quân sự, người ta vận dụng các tính chất này để mà chế tạo ra các ống nhồm hồng ngoại hoặc là camera hồng ngoại hoặc là tên lửa tìm mục tiêu tự động bằng cách cẩm nhận bức xạ hồng ngoại từ mục tiêu phát ra. Và ta thấy ở đây, tia hồng ngoại có 3 tính chất, tác dụng nhiệt rất mạnh, gây ra một số phản ứng hóa học và có thể biến điệu như là sóng điện từ cao tăng. Và ứng dụng của nó thì có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Chúng ta đi qua một bóng tia tử ngoại, một nguồn phát, à, các vật có nhiệt độ cao trên 2.000 độ C là nguồn phát ra tia tử ngoại. Như vậy các nguồn nào phát ra tia tử ngoại như là mặt trời, hồ quang điện hoặc là đèn hơi thủy ngân. Mặt trời có nhiệt độ bề mặt khoảng là 6.000 Kelvin hoặc là hồ quang điện có nhiệt độ vào khoảng 3.000 độ C và đèn hơi thủy ngân thì chúng ta thường thấy ở trong các bệnh viện hoặc là các phòng thí nghiệm. Như vậy thì tia tử ngoại này có tính chất và công dụng như thế nào? Chúng ta đi qua phần 2, tính chất và công dụng. À, tính chất đầu tiên đó là tác dụng phi ảnh nên người ta ứng dụng để chụp ảnh. Và ngày nay khi nghiên cứu về tia tử ngoại thì người ta thường dùng phương pháp chụp ảnh như thế này. Tính chất thứ hai là kích thích phát quang nhiều chất, do đó ứng dụng để tìm vết nứt trên bề mặt kim loại hoặc là xác định tiền thật, tiền giả. Trên hình các em thấy đây là một cái đèn pin chiếu tia tử ngoại. À, khi mà chúng ta muốn tìm vết nứt trên bề mặt kim loại thì chúng ta chỉ cần phủ lên trên bề mặt lớp bột hình quang sau đó chúng ta lau sạch và chúng ta chiếu bàn đèn tử ngoại vào thì những cái chỗ mà bị nứt nó còn bấm bột hình quang thì nó sẽ phát sáng thứ hai đây là một cái bộ sưu tập khoáng vật bằng cách chúng ta phủ bột hình quang và chiếu bằng đĩa cực tím thì sẽ phát ra những màu sắc khác nhau như thế này hoặc đối với tiền thì chúng ta dùng đèn tử ngoại này à, chiếu vào những đồng tiền thật thì sẽ có những chữ in chìm phát sáng còn tiền giả thì không tính chất tiếp theo là kích thích nhiều phản hóa học như là phản ứng tổng hợp thiro clo vitamin d vân vân à, trên hình ta thấy đây là một em bé được tắm nắng vào buổi sáng sớm để tổng hợp vitamin D chữa bệnh còi xương hoặc là các bệnh lý về da. À, tia tử ngoại còn làm y hóa không khí và nhiều chất khí khác gây ra hiện tượng quang điện Thì cái này các em sẽ được học kỹ ở chương sau à, Tia tử ngoại còn có tác dụng sinh học như là hủy diệt tế bào, diệt khuẩn Ứng dụng để mà khử trùng nước, thực phẩm và các dụng cụ y tế Như ở đây ta thấy đây là một cái máy khử trùng nước để cho ra nước uống hoặc là nước đóng chai Còn đây là một đèn kháng khuẩn tử ngoại à, giúp chúng ta làm lọc sạch cái phòng của mình mà ngay cả những chỗ mà chúng ta không lau chùi được. Ngoài ra thì tia tử ngoại còn bị thủy tinh và nước hấp thụ mạnh nhưng mà truyền qua được thạch anh. À, các em thấy điều này qua việc là chúng ta ngồi dưới bóng đèn dây tóc nóng sáng bình thường vào khoảng là 2.200 độ C nhưng mà chúng ta vẫn không à, chịu tác động của tia tử ngoại do là bị thủy tinh hấp thụ mạnh. Và theo nghiên cứu thì thấy rằng 9% năng lượng mặt trời là thuộc về tia tử ngoại. Và tia tử ngoại thì người ta chia ra làm tử ngoại A, tử ngoại B và tử ngoại C. Tử ngoại A thì truyền thẳng xuống mặt đất và gai lỡ hóa da, vết nhăn, vết nám. Tử ngoại B thì bị hấp thụ một phần ở tầng ozone và bị mai phản xạ một phần. Phần còn lại truyền xuống đất thì làm đen da, cháy nắng, ung thư da. Còn tử ngoại C thì bị tầng ozone và khí thợ quyển hấp thụ hoàn toàn do đó chúng ta xem tầng ozone như là một lá chắn bảo vệ trái đất của chúng ta do đó mà chúng ta phải có nhiệm vụ bảo vệ môi trường để mà bảo vệ sự sống do đó từng bước nghiên cứu và sử dụng năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời năng lượng gió và sóng biển thay cho các nguồn nhiệt điện đối với các khu công nghiệp thì xử lý ô nhiễm cục bộ trong từng cụm từng nhà máy từng công đoạn sản xuất riêng biệt để giảm các loại bụi và khí độc hại vào bầu khí quyển bây giờ cô mời các em quan sát hình ảnh sao như vậy thì các hình ảnh này được chụp như thế nào thì chúng ta thấy rằng đây là một phương pháp chụp x quang như vậy chụp x quang hay còn gọi là chụp điện một trong những phương pháp phổ biến ở các bệnh viện hiện nay giúp ta chẩn đoán bệnh về xương khớp hoặc là về phổi như vậy thì cái nguồn tia mà tạo ra này được ứng dụng như thế nào và có bản chất gì thì chúng ta đi vào phần Nam La Mã TX. Ai là người tạo ra X thì đúng chính là nhà bác học Đức Röntgen. Ông là người đầu tiên nghiên cứu về chùm tia X khi mà ông ta nghiên cứu về dòng tia ca tốt. Ông ta thấy rằng một chùm tia ca tốt, tức là chùm electron có năng lượng lớn, đập vào tiếng kim loại có nguyên tử lượng lớn như là platin hay von Fromm, thì vật đó phát ra các bức xạ không trong thái và gọi là tia x. Thì ngày nay người ta gọi là tia Röntgen Mặc dù là không trong thái nhưng nó lại làm đen kính ảnh. Và dù kính ảnh ông đã được gói kiến và cắt trong hộp. À, nhờ phát minh này mà ông ta được giải Nobel vật lý vào năm 1901 và là người đầu tiên đạt giải Nobel vật lý. Như vậy thì tia x được tạo ra như nào? Ta đi vào một cách tạo ra tia x. Để tạo ra tia x thì người ta dùng ống Coulisseur hay còn gọi là ống tia x À, có cáo tạo như sau là một ống thủy tinh rút chân không có dạng hình cầu có hai điện cực điện cực âm gọi là catốt có dạng hình chỗm cầu điện cực dương gọi là anốt được làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn và dây nung nhằm mục đích là tạo nguồn electron dây nung wolfram hiệu điện thế giữa hai đầu điện cực này vào khoảng vài chục ngàn volt à, còn về nguyên lý hoạt động thì các em tìm hiểu thêm ở trong sách giáo khoa hoặc là các nguồn tài liệu khác. Bây giờ chúng ta đi qua ý thứ hai là bản chất của TX. À, theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng TX là bức xạ điện từ có bước sóng từ 10 mũ trừ 11 mét đến 10 mũ trừ 8 mét và ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. Như vậy thì tia tí X có tính chất gì chúng ta đi qua phần 3, tính chất. Một trong những tính chất nổi bật và quan trọng nhất đó là khả năng đâm xuyên. TX có khả năng xuyên qua được các mô mềm, à, xuyên qua được giấy, vải, gỗ, xuyên qua được kim loại nhưng mà khó hơn. À, đối với kim loại có nguyên tử lượng lớn thì là rất khó, như là chì thì không thể xuyên qua được mặc dù dài cỡ và mm. Do đó người ta làm chì là áo trắng bảo vệ cho người sử dụng tia X. Tính chất thứ hai là làm đen kính ảnh nên là thay vì quan sát bằng mắt thường thì người ta sẽ quan sát bằng phim ảnh. Tính chất thứ ba là làm phát quang một số chất như là platino, bari hay là cyanua. Tính chất thứ tư là làm ion hóa không khí. Tính chất thứ năm có tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào, diệt khuẩn và tính chất thứ sáu là gây ra hiện tượng quang điện ở hầu hết các kim loại. Như vậy ở đây, các em so sánh về tính chất của tia x và tia tử ngoại. Ta thấy rằng tia x và tia tử ngoại à, nó có những cái tính chất giống nhau như ở đây và khác nhau cơ bản giữa tia x và tia tử ngoại là tia x có tính chất nổi bật và quan trọng nhất là có khả năng đâm xuyên như vậy ta thấy rằng có sự đồng nhất về tính chất của tia tử ngoại và tia x bây giờ chúng ta đi quay tiếp theo là công dụng trong y học người ta ứng dụng để chiếu điện chụp điện chẩn đoán chữa bệnh ung thư nông và diệt khuẩn thì chiếu điện thì các em thấy rồi đó là chụp ít quang hoặc đây là hình ảnh chữa bệnh ung thư nông hay còn gọi là ung thư ngoài da à, tiếng mà dân dân ta thường hay dùng là xạ trị đây là xạ trị một bệnh nhân bị ung thư vòm họng hoặc là trong công nghiệp người ta tìm khuyết tật bên trong các vật thể đúc bằng kim loại hoặc là tinh thể à, như trên hình các em thấy à, trong giao thông thì người ta ứng dụng để kiểm tra hành khách khi đi vào máy bay như ở đây chúng ta kiểm tra hành khách thì phát hiện ra hành khách này mang súng do hoặc là kéo khi đi vào sân bay trong phòng thí nghiệm thì người ta nghiên cứu các thành phần cấu trúc của vật rắn như là nghiên cứu ống nano carbon có chiều dài cỡ micromet như vậy thì ở đây các em lại cho cô biết xem cô hỏi là những bức xạ nào có bản chất là sóng điện từ mà các em đã được học thì các em nhớ lại là mình xem tv hoặc là nghe radio thì chúng ta có sóng vô tuyến và trong bài học này thì chúng ta học được là tia hồng ngoại tia tử ngoại tia x hoặc là hôm trước thì chúng ta đã học về sóng ánh sáng như vậy chúng ta có những bức xạ là có bản chất là sóng điện từ bây giờ chúng ta đi vào năm nhìn tổng quát về thân sóng điện từ à, bắt đầu bằng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng vào khoảng 0,38 micromet đến 0,76 micromet. Và như bài học của chúng ta, ta thấy là trên vùng ánh sáng đỏ là bức xạ hồng ngoại và dưới vùng ánh sáng tím là bức xạ tử ngoại và nhỏ hơn bức xạ tử ngoại nữa sẽ là tia X. Bây giờ các em xem lại. À bức xạ hồng ngoại là trên vùng ánh sáng đỏ và do những vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường phát ra và vùng có bước sóng lớn hơn là sóng vô tuyến có bước sóng lớn hơn 10 mũ trừ 4 mét và do các máy phát vô tuyến phát ra hoặc là phía dưới vùng ánh sáng tím là tia tử ngoại à, do những nguồn phát có nhiệt độ cao hơn 2 độ C nhỏ hơn tia tử ngoại là tia x do ống Coulisseur hay là ống tia x phát ra à, theo chiều này là chiều bước sóng giảm dần như vậy thì phía dưới nguồn tia x này còn những cái bức xạ nào hay không thì người ta nghiên cứu rằng phía dưới vùng tia x thì có bức xạ là tia gamma bước sóng nhỏ hơn 10 mũ trừ 10 mét và do phát ra từ các phản ứng hạt nhân như là phân rã hoặc là phóng xạ ta ở đây ta thấy rằng việc phân biệt các cái miền này thì không rõ ràng sự khác nhau là do khác nhau về bước sóng dẫn đến là tần số khác nhau à, do đó là những sóng có bước sóng càng nhỏ thì chúng ta cần dễ dàng đâm xuyên còn những sóng có bước sóng dài hơn thì chúng ta dễ dàng quan sát hiện tượng giao thoa do đó người ta dùng sóng vô tuyến để mà truyền tải dữ liệu như vậy qua bài học này chúng ta đã tìm hiểu về tia hồng ngoại tia tử ngoại và tia x các em xem lại bản sau tia hồng ngoại tia tử ngoại tia x có về định nghĩa bản chất nguồn phát tính chất và ứng dụng à, các em cùng cả bọn rồi các em ghi những cái đặc điểm đó vào sau đó các em xem có thể là việc mình ghi so với việc cô tổng kết ở đây thì có gì sai sót thì các em bổ sung cho nó hoàn chỉnh và dựa vào những cái nội dung chúng ta vừa học này thì các em sửa cho cô các câu hỏi trách nhiệm sau câu 1 tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây a à, có thể biến điệu như là sóng điện từ cao tầng b làm phát quang một số chất. C. Có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại. Và D. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. Thì ta nhớ lại là tia hồng ngoại thì có 3 tính chất đặc trưng. Đó là tác dụng nhiệt, à, gây ra một số phản hóa học nên tác dụng lên phim ảnh hồng ngoại và có thể biến biểu như là sóng điện từ cao tầng. Như vậy ta thấy là không có tính chất là làm phát quang một số chất. Câu 2 thân thể người bình thường thì có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây? A. Tia X B. Ánh sáng nhìn thấy C. Tia hồng ngoại D. Tia tử ngoại Thì ta xem lại có các nguồn phát các loại bức xạ này Tia X thì ta dùng ống sơ. Ánh sáng nhìn thấy là những vật có nhiệt độ cao Tia hồng ngoại là vật có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ môi trường Và tia tử ngoại là có nhiệt độ lớn hơn 2000 độ C. Như vậy thân thể người bình thường thì có thân nhiệt vào khoảng 37 độ C thì chỉ phát ra được ở đây là bức xạ hồng ngoại. Đáp án C. Câu 3. Tính chất nào sau đây không là tính chất chung của tia X và tia tử ngoại? A. Có khả năng đâm xuyên. B. Làm ion hóa các chất khí. C. Làm phát quang một số chất và D có tác dụng lên kính ảnh. Như vậy thì khi hồi ta học tính chất của tia x và tia tử ngoại thì ta đã so sánh. Tia x và tia tử ngoại có cùng bản chất với nhau. Sự khác nhau cơ bản đó là đặc trưng đó là tia x có khả năng đâm xuyên. Đối vấn A. À, câu 4. Đây là đề thi trung học phổ thông năm 2009. Thì trong chân không, bức xạ có bước sóng vào khoảng 10 mũ trừ 9 mét đến 4 nhân 10 mũ trừ 7 mét thì thuộc loại bức xạ nào trong các bức xạ dưới đây? A. Tia X B. Ánh sáng nhìn thấy C. Tia tử ngoại và D. Tia hồng ngoại Thì ta thấy rằng là bước sáng vào khoảng 10 mũ trừ 9 đến 4 nhân 10 mũ trừ 7 Thì với bước sáng này là nhỏ hơn bước sáng của tia tím Như vậy nhỏ hơn bước sáng của ánh sáng tím thì là chỉ là tia tử ngoại hoặc là tia X mà ta có tia x thì bước sáng vào khoảng 10 mũ trừ 11 đến 10 mũ trừ 8. Như vậy thì không có nằm trong khoảng này. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án C, tia tử ngoại. Câu 5. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia x, tia tử ngoại. B. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia x, tia hồng ngoại. C tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia x. D, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia x. Như vậy ta thấy rằng bốn đáp án thì nó cũng xung quanh là bốn bức xạ hồng ngoại, tia x, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại. Thì chúng ta nhớ lại về thang sóng điện từ chúng ta vừa mới học các em quan sát. Theo chiều bước sóng giảm dần thì ta có sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia x và tia gamma. Như vậy chúng ta xem có bóng bước sóng này thì theo chiều bước sóng giảm dần ta có hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại và tia x. Như vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án C. À, vì thời lượng của chương trình là có hạn nên cô không thể đưa nhiều dạng bài tập khác cho các em. À, hy vọng rằng các em sẽ tìm thêm các dạng bài tập ở các nguồn tài liệu khác như là thư viện vật lý hoặc là học 24.7. À, cô cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em thật nhiều sức khỏe và đạt kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông